Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Tai nạn kinh hoàng ở Pháp Vân, Cầu Rẽ, 11 người thương vong. Chiếc xe khách chạy tuyến Ninh Bình, Hà Nội đã tự lật tại km 205 cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình, đoạn qua địa phận xã Đỗ Xá, Thường Tín, Hà Nội, khiến 2 người chết và 9 người bị thương. Thượng tá Trần Minh Thu, đội trưởng đội 7 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ 30 sáng nay ngày 6 tháng 9 trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội. Theo Thượng tá Thu, sáng nay ở khu vực này mưa rất to, chiếc xe khách tự lật, không va chạm với xe nào. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Anh Dũng, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, đồng thời tham gia đưa các nạn nhân đi cấp cứu, kể lại trên báo giao thông. Vào khoảng 6 giờ 30 sáng, trời mưa to và tối, anh điều khiển xe 4 chỗ đi phía sau và thấy xe khách đi phía trước bất ngờ đánh lái sang trái rồi va vào ta luy. Sau đó chiếc xe quay ngang và lật ra giữa đường. Cùng lúc đó, nhân chứng này cho hay có hai thanh niên trẻ văng sang bên trái, một người bị hất về bên phải phía sau. Khi vượt lên, tôi thấy phía trước xe bị lật, có gần chục người văng ra từ phía trước nữa, anh Dũng kể lại. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 35N9116 xuất bến lúc 4 giờ từ Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình đi Bến Dép. Tài xế và phụ xe cũng bị thương nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ đã xuống hiện trường phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Thường Tín cùng xử lý tai nạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa chiếc xe khách gặp nạn vào lề đường để đảm bảo cho các phương tiện khác lưu thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Bác sĩ Dương Đức Hùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có 10 bệnh nhân gồm 9 người lớn và 1 trẻ em trong vụ lật xe Pháp Vân – Cầu Rẽ được đưa vào bệnh viện lúc 7 giờ 30 sáng nay, đang được điều trị tại khoa cấp cứu ngoại. Hiện cả 10 bệnh nhân đều bị thương nhẹ, chủ yếu vùng đầu và tay chân, vùng bụng ngực tạm thời sơ bộ là ổn, không có trường hợp nào phải can thiệp phẫu thuật. Các nạn nhân đều ở quê Kim Sơn, Ninh Bình, một nạn nhân ở quê Thái Bình. Trường hợp mẹ và cháu bé 4 tuổi, mẹ có vết rách ở đầu đã được khâu, cháu bé bị xây xát tay chân. Các bệnh nhân đang được tiến hành chiếu chụp xác định tổn thương. Hai nạn nhân tử vong là Vũ Văn Tuấn, 33 tuổi, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình và Đinh Công Hoan, 63 tuổi, quê Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.